Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin tiết du lịch ngày 18 tháng 4 của Đài truyền hình số VTC. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây, có mưa rào và rông trên diện rộng. Có nơi mưa vừa mưa to như Sapa, Lào Cai là 46,2mm, Hoàng Su Phì, Hà Giang 62,9mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn 86mm, Thái Nguyên 51mm, Tam Đảo Vĩnh Phúc là 68mm, Việt Trì Phú Thọ là 60,4mm. Do mưa xuất hiện trong cả ngày nên thời tiết diễn ra khá mát mẻ. Trái ngược với thời tiết mưa ẩm ở Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung 24 giờ qua chỉ có mưa nhỏ xuất hiện ở khu vực Thanh Hóa cho đến Nghệ An do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Những nơi khác hầu như không mưa, ngày nắng giáo. Nền nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn trên 34 độ. Trên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết ít biến đổi do dòng gió phân kỳ trên cao hoạt động ổn định. Ban ngày nắng nhiều, nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức từ 31 đến 33 độ. Riêng Ampa Gia Lai là 36,3 độ. Trong khi đó thì Nam Bộ vẫn nằm sâu trong sự khống chế của dòng gió phân kỳ trên cao nên trời tiếp tục không mưa, ngày nắng nhiều, có nơi nắng nóng trên 35 độ như Đồng Xoài Bình Phước, Biên Hòa Đồng Nai. Các tỉnh ở miền Tây nắng nóng diễn ra ở Mộc Hóa, Long An và Vĩnh Long với mức nhiệt trong khoảng 35 độ. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua, sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai, mời quý vị theo dõi. Khu vực ở phía Tây Bắc Bộ Hội tụ gió trên cao có xu hướng giảm dần, đồng thời không khí lạnh cũng suy yếu, do đó mà các tỉnh vùng núi Tây Bắc sẽ giảm mưa. Cụ thể như ở Điện Biên và Lào Cai đêm nay và sáng mai còn có mưa xuất hiện. Trong khi đó thì Hòa Bình hết mưa, ngày giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất tăng lên mức từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, tại các điểm du lịch thuộc khu vực như là Bắc Cạn, Vĩnh Phúc Hải Phòng và Ninh Bình, đêm nay và ngày mai trời vẫn khá nhiều mây, có lúc có mưa diễn ra. Tuy nhiên, cường độ giảm so với những ngày trước, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Nền nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ, còn cao nhất phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực Trung Bộ phía Bắc Đèo Hải Vân, nơi đây sẽ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao ở phía bắc, tuy nhiên phía nam lại chịu ảnh hưởng của khối khí nóng phát triển sang, kết hợp với dòng gió phân kỳ trên cao, do đó trời tiếp tục ít mưa ngày nắng, nền nhiệt có xuống tăng dần lên. Thành phố Vinh, Nghệ An và Đồng Hới, Quảng Bình duy trì nền nhiệt trong ngày trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ, xuống đến thành phố Huế nền nhiệt cao nhất đạt ngưỡng 35 độ, trời nắng nóng vào trưa chiều, về chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ. Khu vực trung bộ phía nam đèo Hải Vân dự báo trong 24 giờ tới thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi ngày nắng trong đó Tam Kỳ, Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Định có nắng nóng 35 độ về chiều tối mưa rào nhẹ có thể xảy ra ở vài nơi còn khu vực Nha Trang và Phan Thiết vẫn không mưa nền nhiệt cao nhất trong khoảng 33 cho đến 34 độ thấp nhất ban đêm giảm xuống mức từ 25 cho đến 26 độ dịch lên khu vực tây nguyên. Do hoạt động của dòng gió phân kỳ trên cao đi qua khu vực sẽ giảm dần nên trong 24 giờ tới, thời tiết ở Tây Nguyên sẽ có chuyển biến, trời nhiều mây hơn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, khoảng 1 phần 3 diện tích khu vực, bao gồm Buôn Ma Thuật và Đà Lạt. Trong khi đó, thì Con Tum tiếp tục không mưa ngày nắng, nền nhiệt trong ngày ở đây phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ, dự báo sang đến ngày mai tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra trên khu vực. Quý vị nên chủ động có các biện pháp chống nắng khi ở ngoài trời để bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên, vào chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông cục bộ. Tại Vĩnh Long và Long Xuyên, nền nhiệt thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ, cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ. Thưa quý vị, rừng tràm trà Chà sư ở vùng bảy núi An Giang không phải là điểm mới, nhưng luôn hấp dẫn du khách hiện nay đang là cao điểm của mùa hạn nhưng nước trong rừng vẫn giữ ở mực cao xuồng ghe vẫn có thể lưu thông thoải mái tháng tư cái oi bức đến khó chịu của đầu hè dường như bị xua tan khi vừa bước chân vào cửa rừng nên rất lý tưởng cho những chuyến du lịch dã ngoại của quý vị và các bạn cuối cùng như thường lệ là thông tin thời tiết các điểm du lịch biển đảo trong 24 giờ tới trên các vùng biển ở phía nam nước ta sóng gió duy trì cường độ trung bình yếu riêng khu vực vịnh bắc bộ Chịu tác động của vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng sang, khiến gió Đông Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, đôi lúc cấp 6. Do vậy, tàu thuyền đến đảo Cát Bà sẽ gặp trở ngại. Ngoài ra, thì nơi đây trời nhiều mây và có mưa. Trong khi đó, thì ở Lý Sơn, Phú Quý và Phú Quốc, thời tiết chỉ có mưa rào nhẹ và rông ở vài nơi, ban ngày trời nắng. Nền nhiệt trong ngày ở Phú Quốc trong khoảng từ 26 cho đến 33 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của chúng tôi hy vọng quý vị đã có những gợi ý cho chuyến du lịch sắp tới xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại